chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Tổng thống Biden sắp thăm Israel. Ngoại trưởng Mỹ thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm Israel ngày mai để bày tỏ đoàn kết với nước này sau vụ tấn công của Hamas. Tổng thống sẽ tái khẳng định tình đoàn kết của Mỹ với Israel và cam kết sắt đá của chúng tôi đối với an ninh của nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17 tháng 10 cho biết sau cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo ông Blinken, Tổng thống Biden hy vọng có thể nghe Israel trình bày cách triển khai chiến dịch theo hướng giảm thiểu thương vong cho dân thường và cho phép hỗ trợ nhân đạo tới dải Gaza mà không để Hamas hưởng lợi. Ngoại trưởng Blinken nói, Washington và Tel Aviv nhất trí xây dựng kế hoạch cho phép viện trợ nhân đạo từ các quốc gia và tổ chức đa phương đến dân thường tại dải Gaza, khu vực đang bị Israel phong tỏa sau đợt tấn công quy mô lớn của Hamas. Nhà Trắng cùng ngày thông báo, ông Biden sẽ đi từ Israel tới Jordan để họp với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và quốc vương Jordan Abu Lahai, dự kiến thảo luận về nhu cầu nhân đạo của toàn bộ dân thường ở dải Gaza. Chuyến thăm Israel của ông Biden sẽ diễn ra trong bối cảnh lo ngại về khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng ở dải Gaza và nguy cơ chiến sự Israel-Hamas lan rộng thành xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Hamas mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10. Israel sau đó phong tỏa dải Gaza, mở các đợt tập kích và tiến công cục bộ nhằm vào khu vực. Quân đội Israel đang tập trung lực lượng lớn để phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào dải Gaza. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abuahian ngày 16 tháng 10 cảnh báo nhóm các vũ trang nhân quân Tehran có thể hành động phủ đầu trong vài giờ tới để ngăn Israel tấn công dải Gaza. Lãnh đạo các nhóm kháng chiến sẽ không cho phép Israel làm bất cứ điều gì họ muốn tại dải Gaza, sau đó truy lùng các nhóm kháng chiến khác sau khi xong chiến dịch ở khu vực này, ông Amir Abuahian nói. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Mỹ cam kết ủng hộ vững chắc đối với quyền tự vệ của Israel trước hành động của Hamas, tái khẳng định quyết tâm trong cung cấp cho chính phủ Israel những gì họ cần để bảo vệ công dân. Tin kế tiếp, Nga tập kích các sân bay trọng yếu của Ukraine. Nga thông báo tấn công lọt mục tiêu ở Starostanikov và Mykolaiv, hai sân bay quân sự quan trọng của Ukraine. Nhà chứa tên lửa và vũ khí pháo binh cùng cơ sở lưu trữ xăng dầu tại thành phố Menisky và sân bay quân sự Starostanikov ở tỉnh Menisky đã bị đánh trúng. Một trung tâm liên lạc tại sân bay Mykolaiv ở tỉnh Poltava cũng bị phá hủy, Bộ phòng Nga cho biết hôm 16 tháng 10. Quân đội Nga cùng ngày thông báo bắn rơi hai tên kích MiG-29, một cường kích Su-25 Urena ở tỉnh Kherson và Dnipro, tập kích đài radar ở cảnh giới đường không B-18 tại tỉnh Odessa. Bộ Tư lệnh Không quân Urena nói rằng quân đội Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo chiến thuật IKDM, 5 tên lửa hành trình KH-59 phóng từ máy bay và 12 phi cơ không người lái UAV tự sát kiểu sắt hét 136-131 trong đoàn tập kích rạng sáng 16 tháng 10. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa KH-59 và 11 UAV tự sát. Cơ quan này cho hay nhưng không đề cập về những mục tiêu bị lực lượng Nga tấn công. Sân bay Starokostyanitiv từng nhiều lần hứng chịu các đoàn tập kích quy mô lớn của Nga, cho đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của quân đội cường kích Su-24, trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Cape AZ cho Nga và Pháp viện trợ. Dù vậy, dù giới chuyên gia cho rằng có nhiều lý do khi Moscow chưa thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow Cape AZ, buộc Nga liên tục tập kích căn cứ đóng quân của phi đội Su-24M Ukraine. Căn cứ Mykolaiv là nơi đóng quân của lữ đoàn không quân chiến thuật số 831 và 39 của Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát. Tướng về hô Ben Hodges, cựu chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu cho rằng Moscow đang tìm mọi cách để phá hủy kho tên lửa tầm xa của Kiev, cũng như cản trở quá trình vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine nhằm ngăn các đoàn tập kích vào bán đảo Crimea.
Tin tiếp theo, Israel dự báo chiến sự với Hamas kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định nước này sẽ giành chiến thắng dù chiến sự với Hamas kéo dài với cái giá phải trả cao. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Joad Galat nhận định nước này và phần còn lại của thế giới có thể tận mắt chứng kiến hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ. Đây sẽ là cuộc chiến kéo dài với cái giá phải trả cao, song chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì Israel, người Do Thái và những giá trị mà cả hai nước đều tin tưởng, Bộ trưởng Galat nói. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Mỹ cam kết sâu sắc với quyền của Israel trong hoạt động tự vệ Israel và sẽ luôn có hỗ trợ của Mỹ, ông Blinken khẳng định. Ông Blinken tới Israel ngày 12 tháng 10, sau đó thăm 6 quốc gia Ả Rập rồi quay lại Israel. Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc tới thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel tuyên chiến với Hamas và đang chuẩn bị tiến công quy mô lớn nhằm vào dãy Gaza sau khi nhóm vũ trang ngày 7 tháng 10 mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển nhằm vào nước này. Giới chức Israel tuyên bố cắt đứt mọi nguồn cung thực phẩm, nước và năng lượng cho dãy Gaza. Dưới áp lực của Mỹ, Israel ngày 15 tháng 10 nối lại cấp nước cho khu vực miền nam dãy Gaza. Mỹ đang tìm cách mở lại cửa khẩu Rafah nhằm nửa dãy Gaza và Ai Cập phục vụ cho các chuyến hàng viện trợ. Chỉ định đại sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ David Southefer làm điều phối viên đặc biệt phụ trách hoạt động cứu trợ tại dãy Gaza. Tuy nhiên, điều kiện tại dãy Gaza vẫn rất khó khăn. Các cơ quan viện trợ quốc tế ngày 16 tháng 10 cảnh báo thời gian cứu hàng triệu người tại đây không còn nhiều khi nhiên liệu, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác cạn kiệt. Iran cảnh báo hành động phủ đầu nhằm vào Israel. Ngoại trưởng Iran nói rằng các nhóm vũ trang thân Tehran có thể thực hiện hành động phủ đầu nhằm vào Israel để ngăn nước này tấn công dãy Gaza. Các lực lượng kháng chiến có thể thực hiện hành động phủ đầu trong vài giờ tới. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Arubanian phát biểu trực tuyến trên truyền hình quốc gia hôm 16 tháng 10. Tuyên bố được quan chức Iran đưa ra khi nói về cuộc gặp Hassan Nasrallah, người đứng đầu nhóm Hezbollah ở Lebanon hồi cuối tuần trước. Các lãnh đạo kháng chiến sẽ không để Israel tùy tiện làm những gì họ muốn tại dãy Gaza. Nếu không bảo vệ Gaza bây giờ, chúng ta sẽ hứng chịu những đợt không kích nhằm vào đất nước của mình trong tương lai, ông nói thêm. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước đó cảnh báo sắp hết thời gian để đạt giải pháp chính trị và xung đột Israel-Hamas có thể mở rộng ra nhiều mặt trận khác. Giới chức Israel chưa bình luận về những tuyên bố này, nhưng Bộ Quốc phòng Israel sáng sớm nay ra thông báo đang tấn công những mục tiêu quân sự của nhóm khủng bố Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon. Ba quan chức quốc phòng cấp cao Israel giấu tên hôm 16 tháng 10 nói rằng Tel Aviv dự kiến điều bộ binh tiến vào dãy Gaza cuối tuần trước nhằm kiểm soát thành phố Gaza và loại bỏ bộ máy lãnh đạo của Hamas. Tuy nhiên, chiến dịch bị trì hoãn thêm vài ngày do những đợt mưa lớn có thể gây phức tạp đáng kể hoạt động phối hợp tác chiến, cản trở không quân yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Israel nhiều lần đụng độ với Hezbollah và các nhóm đồng minh của Hamas tại Lebanon trong những ngày qua. Trong bối cảnh, nhóm vũ trang Lebanon ngày 13 tháng 10 tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng đồng minh Hamas đối phó Israel khi thời cơ đến. Quân đội Israel đã tăng cường lực lượng ở miền Bắc đất nước trong bối cảnh xuất hiện lo ngại nhóm Hezbollah có thể mở mặt trận thứ hai khi Tel Aviv triển khai chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào Hamas tại dãy Gaza. Hezbollah kiểm soát một phần thủ đô Beirut, miền nam Lebanon và phần lớn thung lũng Beqa. Tổ chức này có đại diện chính trị, dự ghế trong Hội viện Lebanon trong vài năm qua, còn đồng minh kiểm soát một số bộ, ngành chính phủ. Tổ chức này nhận hậu thuẫn tài chính cùng vũ khí và huấn luyện quân sự từ Iran, được đánh giá là thiện chiến và trang bị hiện đại hơn nhiều bốn vũ trang khác ở Trung Đông. Nếu xung đột xảy ra, Hezbollah hoàn toàn có khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Israel, đe dọa không quân lẫn hải quân nước này cùng đồng minh, khiến xung đột thêm khốc liệt. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Tương lai mờ mịt với dãy Gaza nếu Israel tấn công. Israel quyết tâm mở chiến dịch tấn công lớn để đối thủ Hamas, nhưng chưa trả lời được câu hỏi về tương lai của dãy Gaza hậu xung đột. Nhiều dấu hiệu cho thấy
chiến dịch tấn công trên bộ của Israel vào rải Gaza để hủy diệt nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas sắp xảy ra, khi hàng trăm xe tăng, hàng chục nghìn binh sĩ cùng các khẩu đội pháo binh được triển khai bao vây vùng đất này. Họ yêu cầu khoảng 1,1 triệu dân thường sống ở miền Bắc Gaza sơ tán xuống phía Nam để đảm bảo an toàn khi chiến dịch sắp nổ ra. Chúng tôi sẽ lật đổ sự cai trị của Hamas, xóa sổ năng lực quân sự của nhóm. Chúng tôi sẽ đảm bảo mối đe dọa này không còn hiện hữu ở biên giới của mình. Chiến dịch sẽ kéo dài, có đổ máu, song kết quả sẽ trường tồn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Tel Aviv ngày 13 tháng 10. Tuy nhiên, các lãnh đạo Israel tới nay vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho một vấn đề quan trọng khác. Điều gì sẽ xảy ra với rải Gaza một khi Hamas bị xóa sổ bằng vũ lực? Khi cả đất nước Israel sụp sôi ý chí báo thù sau chiến dịch đột kích đẫm máu của Hamas ngày 7 tháng 10, những cái đầu nóng dường như đang ưu tiên tìm cách trừng phạt nhóm chiến binh mà không quan tâm tìm hiểu những gì có thể xảy ra sau đó, theo giới quan sát. Một quan chức Mỹ cho hay, các lãnh đạo Israel những ngày qua hầu như không thảo luận về tương lai của rải Gaza hậu Hamas. Người này cho rằng, Tel Aviv cần suy nghĩ thấu đáo về hậu quả lâu dài của một chiến dịch tấn công và không lao vào cuộc chiến mà không có cái chiến lược rút lui. Họ không có kế hoạch nào. Nếu họ hủy diệt Hamas, ai sẽ lấp khoảng trống? Bạn xóa sổ, Wada và IS xuất hiện. Vậy nếu bạn khiến Hamas biến mất, tổ chức Hamas 2.0 sẽ trỗi dậy, quan chức Mỹ nói. Israel từng trải qua 4 cuộc chiến với Hamas kể từ khi nhóm chiến binh kiểm soát rải Gaza năm 2007. Tuy nhiên, cuộc chiến lần này sẽ khác. Theo Magandia Sakari và Dionysebos, hai nhà phân tích của WSG, giờ đây, Israel nhiều khả năng không muốn đi vào vết xe đổ đó. Chúng tôi không muốn chiếm đóng Gaza, đó là điều chắc chắn, Nazel nói. Đại sứ Israel tại Mỹ, Michael Hezot hôm 15 tháng 10 cũng tuyên bố nước này không có mong muốn chiếm đóng rải Gaza. Có vẻ như chiến lược trước mắt của Israel là diệt trừ mối đe dọa ngay sát nách và răn đe các nhóm khác, đặc biệt là Hezbollah, tham chiến. Richard Fortin, giám đốc trung tâm an ninh Mỹ mới nhận định. Còn những vấn đề khác, trong đó có câu hỏi ai sẽ quản lý Gaza hậu Hamas đều chưa có câu trả lời. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, đăng ký cũng như là bật chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng tròn lòng ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều hơn nữa ủng hộ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại nhiều bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.